Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lanh. Trong clip này chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu tới quý vị các bạn một mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế Khổng Tử, hay còn gọi là bộ bàn ghế Khổng Minh bằng gỗ hương đá. Bộ bàn ghế này siêu to khổng lồ. Bộ bàn ghế này là gồm 10 món, một ghế dài, 4 ghế đơn, một bàn, 2 đôn và 2 bàn trà. Thì chúng ta đi vào thông số và kỹ thuật thì chúng tôi cũng báo luôn là một chiếc ghế đơn có kích thước như sau: chiều dài là 1m20, chiều sâu 69, chiều cao 1m27. Toàn bộ phần mặt ván, phần ghế ngồi đây là chúng tôi làm dài 2 phân, khuôn làm 4 phân. Và toàn bộ phần vách là chúng tôi đục bình hoa đào. Trên là chúng tôi làm tay nghề. Bộ bàn ghế này có tên gọi là bộ bàn ghế Khổng Tử. Đây là đơn đặt hàng của khách hàng ở Quảng Ninh. Ghế dài là chúng tôi làm dài 2m4, sâu 69 và cao 1m27. Và bàn là chúng tôi làm kích thước rất là to. Kích thước là 1m27 x 1m97. Toàn bộ là chúng tôi làm chân cong. Bộ bàn ghế này đang được đánh giá là hàng siêu khủng trên thị trường. Chưa có cơ sở nào làm. Quý khách đã tin tưởng và đặt hàng online. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh trong thời gian vừa qua thì hôm nay chúng tôi với song mộc. Đây là quy trình chúng tôi vừa phải tẩy axit xong để chúng tôi rửa nước. Thì chất liệu gỗ hương đá nó sẽ nổi những phần vân lên cho quý vị xem. Khi để mộc thì nhìn nó mờ hơn. Và khi tẩy axit rửa nước thì vân nó hiện rõ. Đây chúng ta cùng đi đến chiếc bàn đây. 1m27 x 1m97. Rất là rộng. Phần ván là chúng tôi làm 2 phân. Phần khuôn chúng tôi làm 4 phân. Rất dày. Quý vị nào mà muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ bàn ghế này là chúng tôi làm chân cong. Làm chân cong thì nó lâu hơn và giá thành của nó thì có cao hơn bình thường. Bộ này là bộ gồm 10 món. Một ghế dài, 4 ghế đơn, một bàn, 2 đôn và 2 bàn trà. Đôn chúng tôi làm vuông 40. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng chiếc ghế dài đây. Toàn bộ phần vách chúng tôi chia làm 3 khoang. 2 phần tay là chúng tôi đục nghê, chân là chân cong, tay là tay hộp. Chiều cao của ghế là 1m27. Chiều dài là 2m4, sâu 69. Cũng được chúng tôi chọn vân, chọn gỗ rất là đều, đẹp. Thì gần đây chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều mẫu sản phẩm rồi. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi có sản xuất bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc. Như trong tháng 2 thì chúng tôi sản xuất rất nhiều hoành phi, câu đối, gỗ hụ, sập thờ. Và các mẫu bàn ghế phòng khách gỗ hương như ghế Khổng Tử, ghế Minh Nghê hay là ghế Minh Quốc Đào. Rất nhiều, quý vị có thể gõ trên YouTube tìm kiếm của cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh thì quý vị có thể xem được chi tiết. Mà quý vị muốn truy cập vào lấy hình ảnh thì quý vị hãy truy cập vào đường link Facebook là fanpage Đồ Gỗ Hiền Lanh. Với 3.000 lượt người đang theo dõi trên fanpage, để quý vị có thể lấy được hình ảnh chi tiết hơn. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại toàn cảnh bộ bàn ghế một lần nữa. Bộ bàn ghế Khổng Tử gỗ hương đá, chân cong, chân 12. Đang được đánh giá là hàng siêu to, siêu khổng lồ trên thị trường đây. Dài 1m27, sâu 69. Dài 1m20, sâu 69, cao 1m27. Đó là thông số của chiếc ghế đơn. Ghế dài là dài 24. Được chúng tôi làm mộng mẹo rất là cẩn thận, mang lại sự vững chắc cho quý vị. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để ủng hộ cơ sở. Thì quý vị có thể cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý vị muốn xem thêm sản phẩm thì chúng tôi đã ghim ở phần phía dưới phần mô tả để quý vị có thể biết được. Đây, phần hông chúng tôi cũng làm chân cong nhé. Chân cong, yếm cong và toàn bộ chúng tôi để trơn để khoe vân. Vâng, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.